Alo. Chào chào tất cả mọi đứa. Ê, tuần này bay lại đi chết ngừa lần nữa đấy. Sáng nay mới đọc báo. À, tuần này bắt đầu đi chết ngừa lần thứ hai, À chắc là khoảng uh, 24 25 có lẽ vậy. Có 24 25. Chắc, thứ bảy tuần này á thôi. Thứ bảy hả? Bảy chắc cũng thứ bảy thì mỗi hai thì chắc cũng thứ bảy thôi. À có lẽ vậy ok. Ừ. Ừ, ok. À, để coi coi nếu như mà chích uh, mũi hai như vậy rồi đúng không? Ngày uh, à, hôm hồi hồi nãy cũng đọc báo luôn là uh, cái gì ta? Ngày uh, ngày 10 tháng 12 là sẽ uh, cho học sinh lớp 9 với lại học sinh lớp 12 đi học trước. À, kiểu như à uh, uh, Kiểu chứ là đi học dần dần đó mày chứ một phát tụi bay ùa ra đường bay đi học đó thì hơi bị ghê thật luôn á hơi bị ghê á à, thế thì uh, sài gòn nó uh, muốn là uh, đầu tiên là lớp 9, lớp 12 đi học quan trọng trước đã rồi tính gì tính Đấy. rồi có lẽ là Sắp khoảng tóc. dịch đó rồi thầy. Đó, cái gì con bán là nghỉ dịch nữa rồi thầy quá nghỉ dịch gì ờ đó đó. À, bình thường mà chuyện đó bình thường mà tại vì đơn giản thôi là khi mà mở cửa ra thì dịch là chuyện đó bình thường thật nào nó bùng lên lần nữa là chuyện rất 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 bình thường nhưng mà à, nhưng mà tại vì đã chích mũi này mũi kia rồi cho nên là có lẽ nó sẽ bớt à, nó không có nặng như hồi trước à, không nặng hơn trước thì nói chung là có lẽ khoảng tháng 1 bay mới đi học lại được thật đấy à, tháng 1 bay mới học lại được chứ chưa tháng 12 vẫn chưa đi học lại đâu bình thường thôi cái đó là cái đó là do hệ thống mà thắng bình thường mà cái có gì đâu thì cái chuyện đó là cái chuyện cái chuyện mà 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 kiểm tra online á, mà chụp chặt này chụp chặt kia chuyện rất bình thường, Đúng không mạng này mạng mẽo nó yếu thôi nó chậm thôi nó bị giật thôi bị lắc thôi chuyện đó bình thường thì nộp nộp cho đến khi nào mà được thì thôi còn á, cái này đã nói rồi cái này đã nói mấy đứa rồi nếu như mấy đứa không nộp được cái gì hoặc là mấy đứa có chụp chặt gì tốt nhất là mấy đứa nên chụp màn hình lại, nha à, tốt nhất là nên chụp màn hình lại xong rồi để nói thầy nói cô đúng không nè em bị này nè chứ mà em chưa làm bài nhá chứ mà em chưa nộp bài nhá đấy ví dụ vậy dễ mà rồi làm bài nào ê để bật máy tính lên cái coi ok chơi nào bài số một Nhân dịp 30 tháng 5, quát 30 tháng 5, okay. bố nó 30 tháng 5, 30 tháng 4 gì kệ đó. Siêu thị điện máy có khuyến mãi trên hóa đơn tính tiền. <laughs> Nếu hóa đơn trị giá từ 5 triệu đồng thì giảm 5%, từ 12 triệu đồng thì giảm 15%. Bác Thanh đã mua một quạt máy giá 2,2 triệu đồng, một máy lạnh giá 11 triệu đồng, một nồi cơm điện giá 1,5 triệu đồng ở siêu thị. Theo giá niêm yết à, Nghĩa là 2,2 triệu 11 triệu với lại 1,5 triệu Là cái giá niêm yết Chưa có giảm giá gì hết ok Hỏi bác Thanh đã phải trả bao nhiêu tiền u rồi ôi Nó y gì này mới đó. à, Thế thì uh, tổng bill của uh, bác Thanh là nhiêu à, wow, Đâu uh, Cái quạt máy là 2,2 triệu nè Đúng không Cái máy lạnh là 11 triệu nè Cái uh, Chà đúng là mạng hôm nay nó hơi kỳ à. 1,5 5 bằng 14,7 triệu. Nghĩa là hơn 12 triệu rồi mới đó thấy không? Hơn 12 triệu đồng rồi nha. Nghĩa là ông này Ông được giảm 15% lượng mới đó. Có ràng đúng không? Dễ lắm. Cực kỳ dễ luôn. Tổng bill nè, tổng hóa đơn là 14,7, hơn 12 triệu rồi, được giảm 15%. Vậy đâm đầu vào đây mà làm, giảm 15%. Đấy. Ok. Đi làm thôi, đúng không? Đâu, một lời dạy mới rất là đủ rồi. À, bác Thanh. Cần trả. Đâu? Có nhớ công thức không? À, cái gì nhỉ? Lấy giá trước nhân cho một trừ tỷ lệ giảm. Ok không? Nó sẽ ra giá sau, giá sau khi giảm. ai Đâu giá trước là bao nhiêu? Giá trước là nguyên cục mà này nguyên cục này nè, 2,2 đúng không? Mấy nữa? À, 11 triệu. Mấy nữa? À, nồi cơm điện 1,5. Đã đem nguyên cục này là giá trước này mới đó Đem nhân cho, đem nhân cho 1 trừ đi 15% như đã nói, dạ 15% mà. Bấm mấy cái kịch là xong. Kết quả là 12 triệu 495 ngàn Đó, à, dễ mà đúng không?

cái loại vô vài này mấy đứa ơi mấy đứa cần phải chú ý cái đơn vị một tí nha nếu như mấy đứa chỗ này mấy đứa ghi 2,2 11 1,5 thì đơn vị của mình sẽ là triệu đồng và mình sẽ ghi là 12,495 còn nếu như mấy đứa ghi này rõ ràng là, là 22 0000 11 6 số 0 1 1 5 5 số 0 đấy thì chỗ này mình sẽ ghi rõ ràng ra là mười hai bốn đơn vị là đồng Được cho nhá à, nhưng mà thật sự á, tốt nhất là nên theo cái đơn vị của đề à, vậy bác thanh cần trả ôi cần trả mười triệu đồng easy xong Đấy, à nhẹ nhàng nhẹ nhàng hey, nhẹ nhàng bài đầu tiên bài thứ hai ô nãy giờ mấy đứa thấy lắc à, mấy đứa ơi nãy giờ mấy đứa thấy lắc không hồi nãy con, con, con nãy, con nói thì có vẻ con thấy là thầy không có nghe ờ à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi hơi lắc á à, hơi lắc á à. hồi nãy bên lọc hơi hơi lắc lắc nó hơi giật giật xíu à xíu à nhưng mà vẫn vẫn nghe được bình thường đúng không ok Hồi nãy hồi nãy lớp 7 có một cô một cô khá lắc. Dịch ra dịch hoài vào. Bài hai nha. Đứng á đứng là sao? Không lắc mà đứng là sao? Là sao? Đứng là lắc mà. Đứng là nó bị lắc á. Không kiểu wifi nó vẫn mạnh đó thầy nhưng mà màn hình nó vẫn đứng. Sao ai hước vậy? <laughs> hai hước vậy? watt quách điện cúp điện sau có wifi có có mạng học thắng à 4 giờ à ừ ha bốn giờ Watt là sao chưa hiểu à ok rồi bài hai nè ui rồi bài hai này hay nè bài ơi bài hai khá hay đấy bài hai cần nhớ này đâu Ok Ông ba có 24 mét hàng rào và dự định rào một mảnh vườn hình chữ nhật Sao cho diện tích mảnh vườn là lớn nhất Vườn nằm ngay sát nhà nên chỉ cần rào 3 chiều thôi Hãy tính kích thước mạnh vườn đó. Ghê chưa, người ta chỉ cả người ta chỉ cho có hai thứ à. 24 mét hàng rào. Đi rào một cái mạnh vườn hình chữ nhật diện tích của hình chữ nhật đó phải lớn nhất Đúng không người ta chỉ cho hai thứ rồi hai thứ đủ rồi này mày được dạ dụ như là mới đó có cái nhà đây đây đi đâu rồi đây đấy cái nhà nè thấy không rồi mấy đứa có cái mảnh vườn đấy mạnh vườn sát nhà luôn ha và được rào bằng hàng rào vô đấy Ok chưa? À, cái đường nét đứt á là hàng rào mới đó. Đúng không? Hình chữ nhật nha. Cái này là nhà nè. Đây là nhà. À. Còn này là vành vườn, ok không? Rồi. Thế thì à, à, người ta hàng người ta rào hàng rào ở cái chiều này là một nè. Đấy. Chiều này là hai này. À, và chiều này là ba mới đó. Ba chiều rồi đúng không? Chứ người ta ngu gì người ta rào cái này chí. Đúng chưa cái này cái tường nhà mà người ta rào chi Hợp lý chưa được Rồi Đâu được coi coi Ui cha Bài làm thế này mới đó. Muốn tính diện tích của mạnh vườn hình chữ nhật Thì ít nhất mình cần phải có hai thứ Thứ nhất chiều dài Thứ hai chiều rộng đúng không? Tại vì hình chữ nhật mà chiều dài nhân chiều rộng là bằng diện tích. Ok. Rồi. Nếu như mà trả cả hai thứ mình đều chưa có luôn, ác ôn nhỉ. Hai thứ mình đều chưa có luôn. Vậy nếu như nếu như mà mình đặt đi đặt đi gọi đi, gọi hay hơn. Gọi x là chiều dài của mảnh vườn Được không nha, tất nhiên x phải lớn không mới nha. Đúng không? Làm sao mà ra chiều dài là âm 2 được, đúng chưa? À, làm sao ra chiều dài là âm 2 được ví dụ vậy. X lớn không nha. Thì Thì rõ ràng chiều rộng là nhiều. Chiều rộng sẽ là Ui lại mẹ tôi ơi, đây, chỗ này hơi điên điên này, nghe để ý tí nha. Đây mày được. Người ta lấy 24 mét hàng rào này Người ta rào vào ba chiều Đây là một đây là hai đây là ba đúng không? Cái chiều này là chiều Cái chiều này là là, là x nào mấy đó Đâu rồi Đây Từ đây qua đây là x nào Ok không nhỉ? này là x nào chiều dài mà Đúng không? Mình gọi là chiều dài mà Đấy Vậy chiều rộng này là bao nhiêu? Làm nháp ra nhá có phải mấy đứa lấy chiều rộng cộng cho chiều dài cộng thêm lần nữa cho chiều rộng thì nó bằng 24 đúng không? Hợp lý không? Nè bay ơi. Chiều cái này, chiều này chiều rộng nè, lấy chiều này Cộng với lại chiều dài này, cộng với chiều rộng này thì nó sẽ ra cái chiều dài của hàng rào. Đồng ý không? Đồng ý không? Này, bây giờ thế vô nhá. Bây giờ chiều dài của mảnh vườn ấy nha, là x. Cái cục là x nè. Đúng không? Cục là x nha. Cục này là x nha. Vậy là chiều rộng với chiều rộng này, hai thằng này cộng với nhau. Chiều rộng mà cộng với chiều rộng thì ra hai lần chiều rộng ra hai lần chiều rộng hai lần chiều rộng cộng với x là bằng 24 đúng không bài vậy là ố mình sẽ tìm được chiều rộng bảo đảm luôn chiều rộng tìm bằng cách nào đơn giản thôi bay lấy x này x kìa bay chuyển qua bên phải là sẽ ra 24 trừ x sau so, bay chia hai sang đúng không là sẽ ra chiều rộng đồng ý không à, chiều rộng nó sẽ bằng chia 2 thì mình ghi 1 phần 2 nhá 1 phần 2 đem nhân cho 24 trừ x được không nhỉ thay vì á, mấy đứa ghi là à, ghi sao ta ghi là 24 trừ x chia 2 Đấy không? thì bay ghi 1 phần 2 24 chia x cũng được thôi chẳng sao hết được không bay ơi được không? À, u uh, vậy là sau khi làm nhép là mình sẽ ra chiều rộng bằng 1 phần 2 nhân 24 triệu x rồi đúng chưa ráp cái đống này lên trên đây chiều rộng nó sẽ là 1 phần 2 nhân với 24 chiều x được không bây rồi bây giờ đi tìm diện tích nào diện tích diện tích mạnh vườn thì rõ ràng diện tích mạnh vườn chính là lấy chiều dài nhân chiều rộng đúng không nghĩa là mình sẽ lấy x là chiều dài nè nhân cho chiều rộng là 1 phần 2 nhân 24 trừ x rút gọn này lại một tí nha rút gọn đúng này lại một tí nha nè rút gọn dễ lắm mới được đây bây giờ chỉ cần lấy 1 phần 2x nè x nhân 1 phần 2 nghĩa là 1 phần 2 x đó bây Nhân vô Nhân đơn với đa á Nhân đơn với đa á mấy đứa Thấy không Đối gọi lại tí nha Cái này nó sẽ bằng 1 phần 2 mà nhân cho 24 ở đây thì nó sẽ ra là 12 Đúng không Nhân thêm x đây nữa nha 12 x Ok không Tương tự như vậy Nhân cái 1 phần 2 x này vào ở chỗ này Thì nó sẽ ra là Trừ 1 phần 2 x bình đúng chưa <laughs> Học lý chưa ui rồi ơi vậy là mình cần cái diện tích này là lớn nhất nghĩa là mình cần nè đây là diện tích nào vậy đó đây là diện tích nào mình cần cái cục này lớn nhất hay là nói khác đi đây chính là bài toán đi tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 12x trừ 1 phần 2 x bình. <laughs> ok chưa? Quen chưa? Bài cũ luôn. Đi tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Nào. Có thể có thể mình sẽ kết luận đây nhá, mình ghi một cái. À, vậy là ta cần tìm giá trị lớn nhất của biểu thức này là biểu thức s đây nha diện tích là s nhá s s bằng trừ một phần hai x bình cộng 12 x nào tìm nào easy game luôn tìm nha tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất thì mình sẽ có ba bước bước đầu tiên là thêm bớt hàng đẳng thức Ok Mà cái thể loại này á, thêm bớt chưa được rồi Nè nó vướng còn trừ 1 phần 2 rồi bây Chưa thêm bớt được Cho nên mình cần phải rút trừ 1 phần 2 ra Ok không Rút trừ 1 phần 2 ra nhá Đây rút ra nào S bằng trừ 1 phần 2 Rút ra trong hoặc còn cái gì Chỗ này Rút trừ 1 phần 2 Thì còn x bình thôi Đúng không nhỉ? Còn x bình. bình. Còn chỗ này mà rút trừ 1 phần 2 thì ra cái gì? À, giờ em mới đó mới đỡ chỉ cần lấy 12 nè. Mới đỡ chia cho chữ 1 phần 2 là mới ra được cái rút liền luôn. À, ra được cái gì trong ngoặc luôn. Lấy 12 chia chữ 1 phần 2. Bằng chữ 24. Đúng chữ 24. Trừ 24x Ui sorry À đúng rồi đúng rồi Trừ 24x đúng rồi Trừ 24x Được chưa à không? Mình rút trừ 1 phần 2 ra Thì mình mới làm được cái uh, Thêm bớt hằng thức Chứ để yên như vậy khó làm lắm Làm được Nó có ra Ok không Tiếp nha Tiếp nha Xong bước thứ nhất rồi Bây giờ đi uh, uh, Đi thêm bớt hằng thức 1 phần 2 thêm bớt đẳng thức trong đây nè Úi giời ơi còn nhớ không hay là quên bố rồi Trừ 24x thêm vô bao nhiêu mới được Cộng thêm bao nhiêu vậy đó, Cộng thêm bao nhiêu vậy Kiếp Cái bài thêm bớt hẳn thức á, là tao thấy là năm sau là Năm sau là năm sau lớp 9 là Là đám đám con trai của lớp này bị hỏng bài đó Bị hỏng cho đó Tại vì sao vậy? Tại vì à, cái hôm đó là à, chỉ có mấy đứa con gái học à đúng không chỉ có mấy đứa con gái học à mà à, à chú phúc là à, ừ chú phúc ok chú phúc có học mà nó cũng vô trễ luôn ba là sao lúc cuộc là ba hay mười hai no ba cũng không đúng mà 12 hai cũng không đúng luôn thú vị thật phải không biết ngay rồi phải không ui rồi mò trời ơi mò Nếu mà mấy đứa không học đều ấy à, bay không học đều á cứ học bữa được bữa cái Bữa mỡ bữa nẹt Bữa xăng bữa nhớt Lâu lâu bay cứ nghỉ phát Ui rồi ơi Nghỉ phát có gì đâu Ui rồi ơi Thế thì Trừ 12 No Sao trừ 12 được dẫn hoài Ui rồi phải chạy lại thôi Bay ơi bay đừng có mò bay ơi Chỗ này ghi rõ ra mình sẽ thêm bớt lần thức theo kiểu À, A bình trừ 2AB cộng B bình Trừ 2A này à Nè Tại vì đây là A bình nè mấy đứa Thấy không A bình của mình là X bình Thì A là X chứ gì nữa Đúng chưa Trừ 2 A nè à. Nhân thêm bao nhiêu nữa Bay nó ghi được cái đó là chưa Hay là bay bay chỉ mò à, bay được cái ghi bay ghi là cái khúc này chưa hay là bay ngồi bay mò <laughs> đứa nào đứa, 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 đứa nào mà nhìn đứa nào mà nhìn cái chỗ này nè mà phán thì tám ba mười hai trừ mười hai năm mươi toàn là mò không à nhân thêm bao nhiêu ở đây nữa chỗ này nhân thêm bao nhiêu chị rồi nè chắc luôn chị rồi á nha bay chẳng để ý thôi bay chẳng học thôi chứ chị hết bay vào thứ chị hết chỗ đó nhân thêm bao nhiêu nữa trừ hai ab mười hai ừ mười hai ủa mười hai đâu ra vậy 12 này chính là lấy 24 này chia cho 2 ở dưới đây Lấy hệ số ở trên chia hệ số ở dưới Hứa luôn mấy như Nếu như mà mấy đứa lục lại Discord à, Bay bớt chút thời gian chơi game Bớt bớt chút thời gian lướt này lướt kia Bay lục lại Discord ở trên cái phần đại số Nó có một cái phần thêm bớt hàng đẳng thức Bảo đảm luôn trong đó có khoảng chục bài làm như vậy Hứa luôn Có khoảng chục bài làm như vậy nha à, hứa luôn trời ơi tao dạy thế nào tao nhớ đó mà 2 a b nè thì mình phải cộng thêm b bình thì nó mới ra hàng thức đúng không a bình trừ 2 ab b cộng b bình b của mình là mình đã xác định là 12 rồi thì cộng thêm 12 bình phương thêm vô 12 bình phương rồi thì mình phải bớt ra 12 bình phương trừ 12 bình phương đi dòng đó gọi là thêm bớt thằng đẳng thức đấy làm ơn đừng mò nữa nó có phương pháp đàng hoàng mà đúng không phương pháp là thế nào mới chỉ mấy đứa xong đó làm theo đi đừng mò đừng ngồi mò nữa nó thấy toàn ngồi mò mà rồi ngồi mò nhìn vào đây nhìn vào đây thấy ngồi mò mà ui ôi, rồi ơi. có phương pháp mà thiệt tình nào có, có lẽ cần ngoặt vuông đấy Thằng này x bình Trừ 2x nhân 12 à, Cộng với lại 12 bình phương Đây chính là à, Đây chính là gì nhỉ à, gì nhỉ Hằng đẳng thức Đúng không Đây chính là hằng thức Nó ra là x trừ 12 tất cả bình Đấy còn trừ 12 bình này là trừ 144. Đồng ý không? Ôi giời ơi nó còn ngồi nó cãi mình là, là Thiệt tình luôn chứ trời 12 đô ra Trời ơi Thiệt luôn chứ Này Này bay ơi tao có quay lại bài nào bay ơi Này thấy không tao có quay lại bài này Nha Bay làm ơn bay lên Discord bay Bay nghe lại cái khúc đó đi Bay nghe lại cái khúc đó đi Ta đâu có hỏi là nhanh thêm bao nhiêu Ủa <laughs> Trời ơi đây 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 Để, để tao để, 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 tao để, để, để tao review lại khúc đó cho bay bay nghe nhá Ủa Rõ ràng hồi đó Trời ơi Tao ngồi nó cãi mình chứ thì tình Ôi Hồi nãy rõ Hồi nãy rõ ràng khúc này nè Tớ tớ hỏi cậu là gì Mình cộng thêm bao nhiêu vậy Xong rồi bay mới ngồi bay mò 8 3 12 trừ 12 10 5 7 0 Ủa mình đấu cộng thêm 12 đâu Dạ Mình cộng thêm 12 bình mà Anh bộ Ủa alo Nghe kỹ lại con Nè lục lại discord đi Lục lại discord đi nha <laughs> 144 Tiếp Xong bay ơi bay bay nghe rõ câu hỏi đúng không bay nghe rõ cái đề toán người ta người ta cần cái gì đúng không thì bay trả lời cái đó chứ thiệt tình đâu à, xong bước 1 đây là thêm bớt hàng đẳng thức ok chưa làm ơn cái này quan trọng lắm nha bay nha thêm bớt hàng đẳng thức á nó theo bay đến lớp 10 luôn à mà quan trọng là cái gì? Năm sau bay học cái này nè, năm sau bay có cái đó đó thêm bớt thần thức đây. có bảo đảm luôn. Bảo đảm trời ơi. Cần gì năm sau? Ôi mẹ ơi. Năm nay đã có rồi chứ năm sau gì nữa thì tình. Nào, bước thứ hai ta có xuất phát từ bình phương lớn bằng 0. Rồi, đi nhân chia cộng trừ hai vế như thế nào đó để mà cái vế bên trái nó y chang cái ở trên cái ở trên này nè, y chang này luôn nè, à, không khác gì hết, đúng không? Thì tất nhiên là mình phải làm từ uh, trong ra ngoài. Đầu tiên là mình phải trừ 144 vô. À, thêm trừ 144 vô hai vế. Tương đương nha, dấu tương đương nha. Đâu mình sẽ có x 12 tất cả bình trừ 144 lớn hơn hoặc bằng trừ 144. Có gì nữa? Tiếp tục đem nhân trừ 1 phần 2 vô hai vế nè. À, mà nhớ lấy, nhân trừ 1 phần 2 là nhân cho số âm. Cho nên, đổi chiều lại từ lớn hơn. À, từ lớn hơn chỗ này. Lớn hơn bằng, thành nhỏ hơn hoặc bằng. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nào, nhân trừ 1 phần 2 vô. Nhớ ngoặc uh, vuông vô cho nó đúng. Hoặc vuông vô mình nhân hết toàn bộ á Chứ không có nhân cho cái đầu tiên đâu Nhân hết toàn bộ luôn độ chiều Nhỏ hơn 1 bằng Trừ 144 mà nhân cho trừ 1 phần 2 là bao nhiêu ta 72 Ok chưa yeah. 72 Ui cái này chính là S Sướng Cái này chính là S Đúng không hoặc S Nhỏ hơn hoặc bằng 7 phần 2 Đấy. Xong phần thứ hai rồi. Đây là phần thứ hai. Phần thứ ba là gì? Dấu bằng xảy ra. Dấu bằng xảy ra. Thì mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có chỗ này dấu bằng nè. Đây. Thấy không? Chỗ này dấu bằng nè. X 12 tất cả bình bằng 0. Ok không? x trừ 12 tất cả bình bằng 0. Từ đó phản phản hồi một cái bình phương bằng 0, chính nó bằng 0, x trừ 12 sẽ bằng 0. Tóm lại mình sẽ có x bằng 12. Thế là mình đã tìm được x rồi, mình có thể đi kết luận. À nè. Cái giá trị nhỏ nhất của con S diện tích này nè chính là bằng 72 đây. Đúng không? khi nào vậy khi chiều dài là 12. Ok rồi khi chiều dài là 12. Ủa tại vì sao? Tại vì sao mình phán chiều dài vậy? Tại vì ngay từ đầu rồi ngay từ đầu mình đã gọi x là chiều dài nè. Mấy đứa thấy không? À thôi mình sẽ đi kết luận cả chiều dài cả chiều rộng luôn nha. À mình sẽ đi thế x bằng 12 lên trên đây. Và mình sẽ tính toán ra chiều rộng Tính luôn 1 à, phần 2 Nhân cho 24 X là 12 nha X bằng 12 nha Mới tìm được cái Bập nhiều 6 À vậy chiều dài 12 Chiều rộng là 6 mới được Đúng chưa đúng chưa À kết luận nha Kết luận vô vậy Giá trị Lớn nhất Của diện tích là là bao nhiêu 72 72 mét vuông nhá 72 mét vuông khi chiều dài là 12 m và chiều rộng là 6 m chiều dài gấp đôi chiều rộng coi lại coi tiếp nha bài này hay đấy ấy, bài này hay đấy tao nói thiệt á bài trên trường á trên trường mà gặp bài này á số người làm bài được bài này trong lớp đếm trên đầu ngón tay à. và tin rằng là mấy đứa nên coi lại để mà con nghĩ là trên hai trên hai lại hồn trên hai nó thiệt tình lại trên hai nữa ôi ôi chắc chắn không có con dưới 5, 5 5 dưới 5 trên 2 thì dưới 5 trên 2 vẽ hình nào này nói thật với bay luôn á <laughs> nếu mà à, sao nhỉ sao nhỉ à, nếu mà bay 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 nghĩ là thôi à, mình, mình chỉ cần biết uh, làm những bài cơ bản thôi ấy, à, còn những bài uh, khó khó tí nâng cao tí thôi mình không cần làm ấy vậy uh, thôi bay bay đi học thêm chị đúng không Nó thiệt nó thiệt ba không cần đi học thêm đi học thêm là làm cái gì để mà uh, mình biết thêm những thứ khác biết thêm những thứ cơ bản uh, biết thêm những thứ nâng cao một tí biết thêm những cái bài khó khó một tí đúng không? còn nói thật á nếu như mà chị chị làm được những thứ cơ bản á thì trời ơi học tàn tàn trong trường vẫn làm được có thể ở đây luôn để ý tí rồi làm được lý thuyết học ngon lành vô làm được thiệt mã dạ yeah. Thiệt tình bài ba bài ba Chứ gì mà thấy khó rồi bảo là rồi bắt đầu thụt lùi rồi trời ơi Ây. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB nhỏ na AC, gọi E trung điểm BC, gọi DF lần lượt hình chiếu bù, 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 rồi vẽ hình vô, trời ơi vẽ nguyên cái loạt nó vô nào Tam giác ABC Ê, mấy đứa vẽ uh, vẽ vẽ AC vừa nha ví dụ mấy đứa vẽ AC là coi bao nhiêu ô này mấy đứa vẽ AC gấp đôi à, uh, AB đi ha nha. À, ví dụ như là vẽ AC 6 ô vẽ AC 6 ô còn AB là 3 ô nha vẽ vậy nha chứ đừng có vẽ AC dài quá AC dài đó là quá lát nữa vẽ là hình nha à ừ. chị vẽ hình chiếu hiệu unbelievable hình chiếu hình chiếu là nghĩa là vuông góc không tin được. Hình chiếu nghĩa là vuông góc. D là hình chiếu của E lên AC nghĩa là từ từ con E này đi đâm vuông góc lên AC tại D. Hình chiếu là vuông góc. Thiệt tình bay vẽ hình chiếu hai ba lần rồi. Từ E đâm vuông góc lên AC Vuông góc lên AC Và tất nhiên vuông góc là vuông góc tại D Nè D nè D là hình chiếu của E lên AC Nghĩa là E D vuông góc với AC Tại D tất nhiên rồi Đấy tương tự như vậy Mình sẽ có F là hình chiếu của E lên AB nghĩa là từ e này mình đâm vuông góc lên ab thì chỗ đó vuông góc là f thôi hình chiếu nghĩa là vuông góc bây ơi xong cô a ui trời cô a easy cô a là very easy luôn cô a là easy game luôn có chứng minh tam tứ giác adef là hình chữ nhật. Chứng minh adef là hình chữ nhật theo phương pháp nào vậy mấy đứa? Đó. À, à tứ giác có 3 góc vuông. Xác luôn. Quá dễ, trời ơi easy luôn đó, easy luôn á. Thấy không? <laughs> easy game luôn bây chỉ cần học cái nhớ được cái tính chất của hình chữ nhật với lại cách chứng minh là bay sẽ thấy ờ à, ủa chứ cách chứng minh hình chữ nhật là có bao nhiêu cách thứ nhất tứ giác có ba góc vuông coi được coi trong tứ giác có ba góc vuông không trời ơi đọc vào mắt mình một góc vuông hai góc vuông ba góc vuông rồi tay mình ký hiệu vô chẳng lẽ mình không thấy đúng không rồi ví dụ như tứ giác nó không có ba góc vuông thì hả coi được coi đi chứng minh hình bình hành kèm theo một góc vuông vô thì ra hình chữ nhật hoặc là đi chứng minh hình bình hành kèm theo hai đường chéo bằng nhau ra hình chữ nhật đúng không trời ơi tôi giác các bạn góc vuông trời ơi, tự giác, a d e f có ê ghi ba góc vuông là ba dòng là đàng hoàng nha cho ngoặt vô ba dòng đàng hoàng tại vì mỗi góc vuông sẽ có cái lý do khác nhau góc b À quên FAD FAD Bằng 90 Ồ vì sao vậy Tại vì tam giác ABC nó vuông tại AB thấy không Thì nó tam giác ABC vuông tại A Thì cái chỗ này nè Cái chỗ này đúng là 90 độ nè Rõ ràng đúng không Tam giác ABC Vuông Tại A Thứ hai góc gì góc F vuông A F E vuông 90 độ Vì sao vậy mới đó chỉ cần nói vuông góc thôi mới đó đừng có nói hình chiếu nha ghi hình chiếu rất là mệt rất là dài dài dòng lê thê à, mình nói E F vuông góc thẳng với lại AB tại tại F luôn Thứ tư à, quên thứ ba à, góc E D A bằng 90 vì sao vậy vuông góc chứ gì nữa e d, vuông góc với ac tại d Ồ, uh, ba góc vuông suy ra hình chữ nhật ngay lập tức easy easy câu này mà không tự làm được là cần phải xem lại mình học thế nào đúng không rõ ràng chưa à, cần phải xem lại xem lại coi lý thuyết hình chữ nhật mình đã học xưa mình đã ngon lành chưa đã nhớ chưa oh. câu này bay gặp chắc phải không dưới 10 lần rồi hứa luôn không dưới 10 lần đâu câu a xong câu b câu b nào rồi k là điểm đối xứng của e qua f <laughs> E qua F hả? À Thì uh, Đẩy qua thôi à, Đối xứng là sao? Nghĩa là con F là trung điểm của KE à, Đối xứng qua đâu Thì chỗ đó là trung điểm Qua F F là trung điểm đơn giản đúng không? F mà là trung điểm nghĩa là K nằm bên đây nè đó. Đồng ý không? cá nằm bên đây nè Đấy, con cá đó Hay chưa? Chứng minh gì vậy? A, E, B, K thôi, nối lại A, E, B, K Rồi ơi Không tin được Con vậy. vậy chứng minh thôi bằng aebk A, B, K là hình bình hành có hai đường chiếu vuông góc Chính rồi. xác rồi Trời ơi Ai thấy luôn thật luôn Đã nói rồi mới đứa chỉ cần nhớ được cái cách chứng minh là thiệt luôn Nhìn vào thấy liền Chứng minh thôi chứng minh thế nào thứ nhất, là, thứ nhất là cách thứ nhất là tứ giác có bốn góc vuông À xin lỗi bậy bạ bà, sorry Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau chứ Sorry sorry Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau Cách thứ hai là gì Đi chứng minh hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau Cách thứ ba là gì Chứng minh hình bình hành có À, một đường chéo là phân giác của một góc. Cái thứ tư là gì chứng minh hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. thì kìa tự nhiên mình đâm, trời đó thiệt luôn cái góc vuông nó đập vào mặt mình luôn á, thật á, không? cái góc vuông đó, B, BA vuông góc với KE tại F nó đập ngay vào mặt mình rồi vậy thôi, ráng đi chứng minh nó là hình bình hành, Đúng không? rồi kèm theo hai đường chéo vuông góc với nhau tự nhiên ra hình thôi chứng minh hình mình hành thế nào vậy à, chứng minh hình bình hành bằng cách hai hình chiếu khác nhau những điểm của đường đó hay đó là cách tốt nhất trong bài này rồi tại vì sao tốt nhất vậy tại vì rõ ràng mình có điểm f đó là trung điểm của ke sẵn rồi không? thì thôi mình đi chứng minh thêm f là trung điểm của ba đó là ngon làm sao F lại là trung điểm của BA nhỉ? Ai thấy? Một cái thứ rất quen thuộc. Vì sao F là trung điểm BA? Con nghĩ, là... nghĩ là chứng minh đường trung bình ED bằng hai 2 AB xong. Mà chưa đủ hay. What? ED hả? ED có liên quan gì? Đường trung bình hay. Nhưng mà đường trung bình thì có liên quan gì đến con F đâu? Tại sao không chứng minh con EF? À... Tại sao không chứng minh EF? với lại À hả? Trời ơi. Đủ rồi, đủ hết rồi, có hết mà. Nào mấy đứa ơi. Nhắc lại một tí đường trung bình. Mấy đứa có thấy EF nó là đường trung bình trong tam giác ABC chưa? Đó, con E trung điểm BC nha. E trung điểm BC nha. Đấy. Thấy không? Rồi sao nữa nhỉ? Mấy đứa thấy không nhỉ? EF này song song với AC mà. Rồi E này là trung điểm của BC nữa Một cái song song Một cái trung điểm Sẽ suy ra trung điểm Suy thẳng ngay lập tức F là trung điểm của AB luôn Không cần suy ra đường trung bình luôn Suy ra trung điểm là đủ rồi Được không? Nhớ nha một cái song song với một cái vuông à, một cái song song với một cái trung điểm sẽ sẽ suy ra một trung điểm à trung điểm còn lại đấy Ok đủ rồi Ủa mà FE Tại sao song song với AC vậy quá dễ không cần chứng minh cùng vuông góc luôn nó song song sẵn rồi tại vì sao vậy mới mấy... ừ. ừ. đúng rồi mấy đứa đi đi mất công rồi làm câu A là chi câu <laughs> A A D F là hình chữ nhật đúng không bọt chơi nào ta có đủ rồi đủ thứ rồi trời ơi đâu có thiếu cái gì đâu nhở dạ. nó có thứ nhất e là trung điểm trung điểm bc này để cho nè thứ hai ef song 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 với lại ad vì sao vậy Tại vì uh, A, F, E, AFED là hình chữ nhật AFED là hình chữ nhật Trời ơi hình chữ nhật thì hai cặp đối nó phải song song ấy EF nó song song với AD đấy Đúng không Mà mà AD song song với AD cũng giống như song song với AC thôi chứ khác gì đâu Từ đó phán Phán điểm F chính là trung điểm của AB, nhá. Rồi bây giờ đi chứng minh hình bình hành. Bây giờ chứng minh hình bình hành đó mình đã có F là trung điểm của AB rồi, đúng không? Mà F lại là trung điểm của KE nữa. Từ hai cái đó là đã suy ra được hình bình hành rồi, đúng không? Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Vậy mình thêm cho thôi. Mà F lại là trung điểm của uh, KE. Ôi vì sao vậy? Dạ thế để cho đối xứng mà đối xứng xem như trung điểm luôn à, hình bình hành luôn không mấy đó không cần phải ghi tứ giác này có trung điểm này kia rất rối đúng không tứ giác a e b k là hình bình hành đồng ý chưa mà hồi nãy mình đã nói với nhau là hình bình hành mà có hai đường chéo vuông góc với nhau nó sẽ đẻ ra hình thoi đúng không thì thêm vô hình bình hành có rồi thêm vô hai đường chéo vô độ vô mà độ thêm vô ba vuông góc với ke tại f ủa vì sao vậy tại vì thì để cho mà đúng không hình chiếu kìa tại vì ef vuông góc à không cái này là giả thiết này giả hết. không, oh, bây giờ mình ghi là EF vuông góc với AB tại F thì nó cũng giống như là EK vuông góc với AB tại F rồi, y chang nhau cho nên xem như là giả hết. không, oh, giải hết hình chiếu mới đó, hình chiếu á, từ đấy phán hình thôi. a, à, e, b, k là hình thôi. hết nước chấm luôn. Coi lại coi Một phút ngồi coi lại coi Chỗ nào chưa nắm được Hỏi Này Mấy đứa cần học như thế nào Để mà mình tự làm bài được Nha Nha Tự làm bài được nha Nào quần quần vẽ là hình của C nào Qua D vẽ đường thẳng vuông góc BC cắt AB tại M. Ôi lắm chuyện. Vẽ chính xác vô. Vẽ hình là chính xác vô. Ui rồi ôi vẽ hình vô bay ơi. Bay đừng có ngồi bay lười lười bay không vẽ hình nha. Học hình mà không vẽ hình là bảo đảm không làm bài được chắc chắn. Cứ ngồi mà chờ người ta chờ cái hình của người ta á thì ui rồi ơi thì bảo đảm sẽ không làm bài được đâu, bảo đảm. vuông góc vuông góc BBC vuông góc BC thì kê thước 90 độ vuông góc BC thế thôi đúng không à, kẻ mà mình kẻ xuống để mà nó cắt AB đúng không nè cắt AB tại M thì lát nữa mình sẽ kéo AB xuống dưới đây nè đấy đúng không cho nên đó là hồi nãy à, à, thầy mới bảo mấy đứa là vẽ AC gấp đôi AB ai mà vẽ AC nó dài ra nữa là tự nhiên đấy là tự nhiên đấy cái con M của mấy đứa nó nằm tít ở dưới đây này <laughs> đây từ đây này đâm xuống vuông góc đây cắt ab phát ở đây này đấy cắt là được rồi đấy kéo ab ra chỗ đó là m đấy gì nữa đường thẳng vuông góc với ac, à, vuông góc với ac dễ rồi, đi vẽ vuông góc lên thôi. cách uh... chà đường thẳng vuông góc ac tại c, ô oh, đường thẳng vuông góc với ac tại c nghĩa là kê thước kê thước uh, vuông góc với ac và rê thước đến điểm c nha, vẽ từ c lên nha, ok không? tại c mà cách md tại y, u md vậy nghĩa là cái này kéo lên nè, à. này kéo lên nè, à. ui 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 kéo lên, kéo vừa thôi, kéo vừa thôi, rồi md kéo lại lên nữa, lại kéo lên đây, cách mc à, cắt cái đường thẳng vuông góc này phát Lại đây, kéo vừa bây ơi, bây đừng có vẽ dư quá làm gì hết, vẽ dư nhìn hình khó chịu lắm. à, chỗ này ta y nha. mấy đứa sẽ có md vuông góc với bc tại đây là một nè. thứ nhất, thứ hai mấy đứa có ic vuông góc với ac tại c, hai cái vuông góc quá sướng làm cái chi bây giờ hình bình hành à? MC M mc a mc C m i a Úi rồi ôi có ai có ai vẽ hên đến nỗi mà điểm e điểm a với điểm y thẳng hàng luôn không bay có ai vẽ hên đến nỗi như vậy không à. Nếu mà ai mà vẽ hên đến nỗi như vậy thì đi mua vé số đi Trời ơi bay hên lắm đấy không phải giỡn đâu à. Hết hồn Chứng minh hình mình hành nào Câu xe chứng minh hình hành nào À thì đấy Bà này nó hiểm ở chỗ đó đấy <laughs> Vẽ trùng một cái luôn á AE mà trùng với AI là hên lắm đấy Thiệt đó Trời ơi đỉnh Vẽ đỉnh, vẽ đỉnh cao lắm á Mới ra được trùng vậy á Thiệt đó Mà tất nhiên nếu như mà trùng nha Nếu như mà trùng AE mà thằng hàng nhau á Thì thôi bỏ cái hình ở đây Vẽ lại hình khác <laughs> Tại vì nó đặc biệt quá à, vì đặc biệt quá rồi ngồi nghĩ rồi coi mc là hình bình hành chứng minh thế nào dùng cách gì để chứng minh mcia là hình bình hành thế hai đường chéo cắt nhau cũng điểm mỗi đường đồng ý đồng ý đồng à, ý lại mẹ tôi ơi sao mà à, sao mà không biết là khi mà mình 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 học với nhau qua cái qua cái mạng internet á thì không biết là do tại vì do mạng hay là do do bay nữa mà tao nói năm nay á năm nay là tao năm nay là bắt đầu á mấy đứa trai bắt đầu giọng của tụi nó nó trầm hết xuống giọng trầm hết xuống rồi, rồi hai đường treo cách nhau tại trung điểm mỗi đường đúng không thầy thế đó chỉ ở mỗi giọng của chú Phúc là vẫn còn thắng thót thắng thót Đúng không Phúc? Giọng một Phúc vẫn còn thắng thót nhờ Phúc nha Khiếp thật cái giọng Phúc là giọng theo kiểu giọng giọng techno đó mày Mẹ ơi giọng Phúc đúng cao luôn mày thật á Còn giọng của chú Thắng với lại chú Lộc là giọng mà giọng bass Giọng bass, giọng bass Mẹ ơi nó trầm cách giả man Chưa vậy thì thành công <laughs> Mày, mày, Lộc, Lộc nói vậy giống như là nó tát vào mặt Phúc vậy bây <laughs> Ok cô C này. Sao sao? Ừ ok. À cái gì? À cái gì nhỉ? Hồi nãy nói hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Ok, đồng ý, đồng ý. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Bây giờ xử lý từng thằng một nha. Đầu tiên là mình có cái con AC, đúng không? Điểm D sẽ là trung điểm của AC, mọi người thấy không? và chứng minh cái được điểm D trung điểm của AC. Nó no, y chang chứng minh điểm F là trung điểm của AB vậy mới đó thấy không nhỉ? Tương tự nhau mà. Một song song. Một trung điểm thì sẽ suy ra trung điểm. Được không bây ơi? Một song song một trung điểm thì sẽ suy ra trung điểm. Bây ơi lại mẹ tôi ơi bây làm ơn bây tập trung tiêu bây ơi bay linh tinh quá bay linh tinh nó bay chẳng nhớ được gì đâu AD e, song song với lại AB là tại vì afed là hình chữ nhật. bây giờ thấy không? Hai cạnh đối nó sẽ song song với nhau. Rồi điểm E trung điểm BC. Cho suy ra D là trung điểm của AC. Một cái. Ok không? Một cái chưa? nó lành chưa? Đấy. Thế là sau khi chứng minh được cái đó là mình đã có D là trung điểm của AC rồi. Đấy, chứng minh xong rồi nha. Bây giờ tìm cách đi chứng minh D là trung điểm của MI xem. Nghĩ rồi. vì sao D lại là trung điểm của MI, nghĩ xem, nghĩ xem. Quen thuộc luôn. Sao? Tất nhiên là mình phải chứng minh MD bằng với lại DI rồi, ừ, đúng không? Chứng minh MD bằng DI. Vì sao MD bằng DI vậy? Quen thuộc, quen thuộc. hai tam giác bằng nhau rồi hai tam giác nào vậy đúng không thì chứng minh muốn chứng minh hai đoạn bằng nhau thì xếp tụi nó và hai tam giác bằng nhau rồi đồng ý đó là cách đó là một cách đúng nhưng mà hai tam giác nào vậy và chứng minh có nội không what amc amc với lại aic aic thằng này mình, mình không liên quan con ơi đang chứng minh md bằng với lại di thiệt tình con nghĩ, nghĩ là amd, AMD với lại a à, với lại, à, với lại uh, 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 idc hả uh, chứng minh mình đang chứng minh uh, uh, cái gì ta md md bằng với lại uh, di đúng chưa ok đi chứng minh tam giác hmm? thiệt tình mở to mắt ra mà nhìn tam giác a bằng với tam giác Uh, IDC Coi thử coi Trường hợp nào vậy Ê bài làm ơn Cái này rất là quen thuộc Cái này là một bài cũ Coi thử xem trường hợp nào vậy Trả lời một cách dứt khoát Trả lời một lần một cho đúng rồi What cạnh gốc cạnh Ủa cạnh góc cạnh sao được thầy Ừ thì chưa nói mà chưa nói gì hết mà Thiệt tình Ôi trời ơi bay ơi đã nói rồi à, Xem cho kỹ vô Trả lời làm sao mà một lần thôi đúng không Đúng chưa trả lời một lần một đúng rồi Càng góc cạnh làm sao được Thứ nhất nè nghe nhá Bây giờ hồi năm 1900 lớp 7 là mình đã học xét tam giác bằng nhau đầu tiên xem thử coi hai tam giác đó có vuông không đồng ý tam giác AMD với lại tam giác ICD vuông bên kia vuông tại A bên đây vuông tại C ok tiếp tục khi mà hai tam giác đó vuông rồi thì đi coi được coi cạnh huyền có bằng nhau không cạnh huyền là cạnh DM với là cạnh D Hai cạnh quỷ yếu làm sao bằng nhau được Tại vì sao Đang chứng minh mà Nè Thấy chưa Đang chứng minh mà Đúng rồi rõ rồi chưa Làm sao bằng nhau được Cho nên Cái việc làm Cạnh huyền góc nhọn Với lại Cái việc làm Cạnh huyền cạnh góc vuông Phá sản rồi Thua Đúng không Thôi Không làm cái đó nữa Ok chưa Đi làm Cạnh góc cạnh Hoặc là góc cạnh góc được chưa nhà? Rồi. Liệt kê ra. Liệt góc cạnh góc. Liệt kê ra tất cả các cạnh các góc bằng nhau. Thứ nhất mình có AD bằng DC đúng không? Đúng không? Rõ ràng AD bằng DC hồi nãy mới chứng minh xong. Thứ hai mình có hai góc vuông. Đúng chưa? Thứ ba là mình có gì? Có đối định kìa. Hai góc tối đỉnh Rồi ơi, góc cạnh góc. Easy game. Vậy khi mà làm góc cạnh góc xong là mình đã suy, sẽ suy ra được cạnh MD bằng với cạnh DI. Ok. Rồi, kèm theo cái dụ mà D là trung điểm của AC nó tự nhiên phán thẳng AMCI là hình bình hành. Ok chưa? Thấy không? Này mấy đứa. Một bài hình. Bốn câu chẳng hạn ABCD, chắc chắn 100% mấy đứa sẽ làm được ba câu đầu. Còn câu cuối ngồi một tí suy nghĩ một tí thì bảo đảm mình cũng làm ra luôn không có cái nào khó mới được nhớ đấy không có nào khó hết nào vậy đi chứng minh thôi đi chứng minh thôi nào đầu tiên đi chứng minh là cái hai cái cạnh màu đỏ nó bằng nhau bây ơi đúng không ad bằng dc nha một song song một trung điểm suy ra trung điểm quốc nào rất cũ luôn hồi nãy mới làm sao bây giờ làm y e chang này, ráng làm sao tự làm bài được bây ơi Đúng không? Ráng làm sao tự làm bài được à, Mà E là trung điểm BC Để cho Thứ hai ED Song song Với um, ED song với nào vậy? AB à, Tại vì sao vậy? Hình chữ nhật đấy Tại vì mình có A, F, E, D là hình chữ nhật phản à, phản gì ta điểm D điểm D là trung điểm D là trung điểm của AC một đứa đi chứng minh tam giác bằng nhau nào tự làm bài vô bây ơi ráng sao tự làm bài vô à mấy đứa cần phải học đến cái đến cái ngưỡng là sau khi mình bàn bạc với nhau xong, à tại sao cái này bằng nhau, thằng này chứng minh, thằng này theo cách nào, rồi tại sao nó là trung điểm, Ủa, tại sao chỗ này song song, và tại sao chỗ này vuông góc vậy vân vân vân, thì nắm được rồi, hiểu được rồi, bắt đầu ghi lại, ok không? À, ghi lại. còn hả, bay cứ ngồi chờ ông thầy ông ghi, ui rồi ông ghi ta có mình ghi lại ta có e trung điểm bc, mình ghi lại e là trung điểm bc, ông thầy ông ghi giả thiết, mình ghi giả thiết ông thầy ông lại ghi ED song song với AB thì mình lại ghi EB ED song song với A Ui trời ơi. Nếu mà cứ như thế thì chẳng đời nào mình tự làm bài được hết mới được. Cái gì cũng phải tự làm hết bài. Nha đừng trông nhờ vào người khác. Nhớ lại. Nha nhớ lại đừng trông nhờ người khác. Cái gì mình cũng phải tự làm hết thì nó mới ngon. Đúng không? Cái nào mình tự làm á thì cái đó nó sẽ trở thành của mình. Nhớ lại. ADM và tam giác Đâu rồi. Tam giác um, IDC IDC có có gì? Góc cạnh góc thôi. Đúng không? Bạn bạc với nhau đã rồi. Bạn với nhau đã đời rồi thì góc cạnh góc, đâu góc vuông đâu. MAD MAD bằng 90. Ủa bảy bảy bảy, MAD bằng góc nào nhỉ? À uh bại bại gây hồn góc uh, ICD nó ICD à tại vì tụi nó cũng bằng 90 mươi dạ, sướng rồi để cho vuông góc đấu cho chơi gì nữa um, cạnh AD AD bằng với lại um, DC Ủa vì sao vậy tại vì đây trung điểm AC OK gì nữa đối đỉnh góc cho hai góc đối định ra ADM bằng với à, uh, IDC IDC đối định phán này easy nè trời ơi cái này đó, năm ngoái bay làm nát nước cái này rồi tam giác Ê, nhớ xác định đàng hoàng nha ADM bằng với tam giác Xác định nhìn vào góc mà làm Kìa D trùng D nha Nè đối định nè D trùng với D ok không Cái chữ ở giữa D ở giữa Thì đây Bên đây D ở giữa Tiếp A trùng với C A nè Nhìn vào góc mà làm mới được A trùng với C ok Thì A ở đầu đây Bên đây C sẽ ở đầu Chữ cuối cùng Vào là chữ Y CDI Trường hợp góc cạnh góc ok khi có góc bằng góc rồi suy ra hai cạnh MD với DI bằng nhau, <laughs> MD bằng DI, suy ra luôn trung điểm, chỗ này mấy đứa không cần phải ghi hai góc tương ứng hai cạnh tương ứng nữa đâu, ba à, cái độ yêu đó khỏi ghi nữa, à, D là trung điểm của IM, D là trung điểm, IM, ôi trời ơi! Thế là mình có trên đây D là trung điểm của AC rồi nè Quốc số 1 vô Kết hợp với số 2 ở dưới đây D là trung điểm của IM Thấy không? Vừa là trung điểm của IM Vừa là trung điểm của AC Thế thì tự nhiên nó ra hình bình hành thôi Từ 1 và 2 Suy thôi. Suy ra tứ giác A, à, bờ. EC y là hình bình hành. Easy game. Easy game. Coi lại coi. BD vuông góc AI hả? Câu D. lắc thì lắc sợ gì nào cô đê nào cô đê nào bd cũng có với ai nào trời ơi cơ bản luôn easy game luôn <laughs> cho một cái phát màu đỏ vô đi Đấy. nhìn sướng mắt BD có vé ơi Nghĩ coi Tại sao BD cũng có vé ơi vậy Ngồi nghĩ tí coi Alo quốc đê nha Quốc con đê nha Này Mọi người có thấy Con đê là một điểm khá là đặc biệt nó là điểm gì vậy? D Tập trung vào con D Con D rất đặc biệt Con D là điểm gì vậy? Đó à. D là điểm gì vậy? Có thấy không? Ừ. Mọi người thấy D là điểm gì không? đặc biệt thật đấy không giỡn đâu Ủa vẫn chưa thấy hả ok trực tâm. gì vậy? chưa chưa nghe rõ chưa nghe rõ trực tâm à hả đây là trực tâm trực tâm của tam giác nào vậy Ờ, trực tâm của tam giác. Mấy đứa muốn tìm trực tâm của tam giác nào á, thì mấy đứa đi tìm hai đường cao. D là giao điểm của hai đường cao. Đường cao thứ nhất, đường vuông góc á. Đường cao thứ nhất chính là đường M E. Rõ ràng đúng không? Đường cao thứ hai chính là đường AC được không mấy đứa. Mấy đứa thấy không? ME vuông góc với lại BC. Được không nhỉ? AC vuông góc với lại BM. Thì tự nhiên AC à cái gì đã? Em à, đâu BC, BC với lại BM ráp ra tam giác BMC. Được không? Đi tìm giao điểm của hai đường cao đi điểm hai đường cao thôi. Đó chính là tam giác BMC. Được chưa? Easy game luôn À, Đi chứng minh trực tâm làm sao? Đơn giản thôi, giống như đi chứng minh trọng tâm vậy. Liệt kê ra hai đường cao ra. Hai đường cao đó cắt nhau tại con D, tự nhiên suy ra D là trực tâm. Mà nếu như mà D là trực tâm của tam giác BMC ấy thì bảo đảm luôn con BD nó phải vuông góc với lại MC. Đúng không? Từ đỉnh của tam giác nối đến trực tâm thì cái đường nối đó nó phải vuông góc với lại cái cặp của tam giác. BD vuông góc với MC. Úi. Trời ơi. Mà MC nó song song với AI mà gắt chưa? có thấy có thấy có thấy há mồm ra chưa? Thiệt tình, có thấy mình há mồm ra chưa? Ủa thế thì thế thì câu C mình là mất công mình chứng minh AICM là thì mình hành chế, đúng chưa? Rõ ràng MC vuông à, song song với AI mà, ôi vậy tự nhiên BD vuông góc với AI xong, hết nước chậm luôn. Nhắc lại lần nữa này, đầu tiên đi chứng minh D là trực tâm, sau đó phản BD vuông góc với MC trực tâm mà mà mc nó lại song song với ai tại vì hình bình hẳn cho nên tự nhiên suy ra bd vuông góc à, với ai đúng không đấy thầy nói rồi mà bảo đảm bài hình cho bốn câu ba câu đầu abc bảo đảm chắc chắn trăm phần trăm làm được và câu d ngồi một xíu không? mình phải ngồi một xíu mình ngồi lặng lặng mình ngồi mình nghĩ một tí là tự nhiên ra tại vì nó rất là cũ làm lên nào Chứng minh trực tâm trước nha Như đã nói trong tam giác BMC Có Có hai đường cao Quốc hai đường cao ra nha Đường cao thứ nhất là đường nào AC AC là đường cao vì sao nó là đường cao vậy? Tại vì AC này vuông góc với BM tại A một cái. Thứ hai, đường cao ME, ME là đường cao. Vì sao ME là đường cao vậy? Tại vì ME vuông góc BC tại E. Ủa khoan, có tại E không? Khoan, khoan 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 nha, khoan nha, hình như hơi hơi, hơi sai hơi sai á Sorry sorry, cái này phải M E à. E nằm đây mà. Chứ phải nằm đây đâu. Đúng không? M D mới đứa rồi. Trời ơi, tao tao vẽ hình xong tao lộn luôn mới ghê chứ. Ác ôn. Điểm E nằm đây mà, chứ đâu phải nằm đây đâu. Đúng không? M D M D nha, M D nha. M D. M D là đường cao chứ không phải M E Khổ nhỉ. À, M D. MD vuông góc với BC đủ rồi, chẳng có tại đâu tại đế gì hết. Đấy, nó có tại đâu đâu. Mà hai đường cao đó lại cắt nhau, đúng không? Rõ ràng mà. Con AC cắt con MD tại tại D. Thế thì suy ra D là trực tâm chứ gì nữa? Đó, D sẽ là trực tâm của tam giác BMC mà D đó là trực tâm rồi suy ra con BD là đường cao thứ ba, à, hay là mình có thể nói BD vuông góc với MC, chẳng cần tại đâu hết, có cách đâu mà tại. Mà MC lại song song với AI, đúng không? Để vô chọc vô, MC lại song song với AI, Ủa vì sao song song vậy? Tại vì hồi nãy câu C mình đã kết công chứng minh AICM là hình bình hành rồi. Cho nên tự nhiên BD sẽ vuông góc với AI. Hết được chấm. Cái có MD vuông góc với BC ở chỗ là MD đường cao tại đâu hả? Vuông góc tại MD. Đâu? Vuông góc tại chỗ này nè. Vuông góc tại chỗ này nè. Chỗ này nè, nhưng mà chỗ này đâu có điểm gì đâu. Đúng không? Đúng không? Nè, đúng không? Tại vì tại vì đề nó nói nè, nè nè đề nó nói nè. Ủa, cái gì vậy? Ở à, đâu rồi? À, nè, qua D vẽ đường vuông góc với BC nè, thấy không? À, nhưng mà đấu có đấu điểm gì đâu? Cho nên thôi mình khỏi luôn, khỏi khỏi nói uh, vuông góc tại đâu luôn, vuông góc là đủ rồi. Đúng không? Chừng nào có tại á, nó cắt á, nó cắt phát giống như là giống như là 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 NA CA, CA vuông góc với BM tại A đây, à, nó cắt phát ở đây. Đó, tại điểm A có điểm luôn đàng hoàng thì mới nói tại. Còn nếu như mà không uh, cắt, không có điểm đét gì á thì thôi mình khỏi nói, vuông góc là đủ rồi. Ok. Giống như con BD kìa đó không? BD vuông góc với MC nó đâu có thậm chí nó không cắt luôn nó chỉ tới d là cùng thôi nó chỉ tới t là hết rồi cho nên thôi mình không cần nói tại đấy gì hết nga à, cũng giống như cuối cùng kìa con bd vuông góc với ai đâu có đâu nó đâu có cái điểm cách nào đâu đúng không nó đâu có điểm nào đó đâu cho nên thôi mình nói bd vuông góc với ai được rồi nói bân quơ thôi <laughs> nói bân quơ chúng đứa nào chúng <laughs> ok ok ông bay ơi rồi nếu mà mấy hôm nay mấy đứa bị lắc mà có quỷ gì á mất cái gì á thì à, à, nhớ coi lại nhá được rồi mình sẽ tạm nghỉ đây thôi ha mình sau học tiếp chào nhá à, chào, đồng biệt chào đồng biệt tất cả bye 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 bye